công nghệ thiết kế nhân vật hoạt hình, lập trình trò chơi, thực tế ảo hay công nghệ tổng hợp là những gì mà học sinh yêu thích kỹ thuật số và công nghệ mới có thể trải nghiệm tại trung tâm sáng tạo này. Một trung tâm được chính quyền tỉnh Gunma thành lập từ đầu năm 2022 nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo mới cho thế hệ trẻ. Hiện nay trên thế giới, kỹ thuật số đang ngày càng phát triển. Những sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật số giúp lĩnh vực này ngày càng phổ biến trong cuộc sống. Chúng tôi thấy đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng, mang lại sự sáng tạo. Do đó, chúng tôi đã thành lập trung tâm này. Một đội ngũ tình nguyện viên là những chuyên gia công nghệ sẽ đồng hành, hướng dẫn các em học sinh cách sử dụng công nghệ, có thể là những kỹ thuật hiện đại mà các em chưa từng được tiếp xúc. Mục đích cao nhất không phải là tạo ra các sản phẩm với giá trị thương mại cao, mà là phát triển tư duy thông qua sáng tạo tự do. Tham gia trung tâm sáng tạo này là các em học sinh các trường tại địa phương, các em có độ tuổi từ 7 đến 18 tuổi. Đến đây thì các em có thể sử dụng các thiết bị để tự do phát triển các ý tưởng của mình. Các công nghệ ở đây cũng sẽ giúp các em mở rộng sự sáng tạo, rất có ích cho sự phát triển của các em sau này. Đây là trung tâm sáng tạo đầu tiên dành cho trẻ em tại Nhật Bản. Đến đây thì những học sinh từ cấp tiểu học cho đến trung học phổ thông sẽ được sử dụng những công nghệ hiện đại nhất, cũng như có giáo viên hướng dẫn, mà tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Hoạt động tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng với quy mô khá nhỏ, hiện trung tâm sáng tạo chỉ có thể tiếp nhận được hơn 20 học sinh cùng lúc. Chính quyền địa phương có kế hoạch kết hợp với các công ty công nghệ để mở rộng mô hình này, tạo cơ hội nhiều hơn cho các em nhỏ thỏa sức sáng tạo.